kỷ mùi sống khôn là phải biết ba dấu hiệu này. Năm 2024 sinh khí an lành, tài lộc ngút trời, đổi đời giàu có nhất họ ở tuổi 46. Tài Lộc TV xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể quý vị anh chị đang theo dõi và ủng hộ kênh. Nhân dịp luận giải năm mới 2024, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý vị cô bác anh chị lời chúc mừng năm mới 2024. Chúc cô bác anh chị gia đình hạnh phúc, tấn tài tấn lộc, tấn an khang. Thưa anh chị kỷ mùi thảo giả chi dương thân mến, bảo anh chị nghèo một cách bình tĩnh không phải bảo anh chị đừng có chí tiến thủ, mà đơn giản nếu đích đến của anh chị là 1 tỷ, thì đâu cần vì 100.000 mà muộn phiền sầu bi. Nếu đích đến của anh chị là 10 tỷ, 500 triệu tuy lớn nhưng đừng vì thế mà tù túng bản tâm, làm nản suy nghĩ của chính mình. Chỉ cần anh chị không quên cái đích mà anh chị hướng tới, thì mọi sự khó trên đường đi chỉ như những khung cảnh thú vị khác nhau lướt qua cuộc đời. Nên cứ từ từ mà làm, mà đợi. Tố chất của một con dê muốn làm vua không đổi, sớm hay muộn nó cũng thành được quân vương, trước hay sau nó cũng có được vương quốc của chính mình. Anh chị kỷ mùi à, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều mong muốn được hưởng một cuộc sống giàu sang an nhàn phải không ạ? Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn được như ước nguyện. Nhiều người đã than phiền với tôi rằng tại sao họ cố gắng chăm chỉ làm việc như trâu, như ngựa đã quá nửa đời người, vậy mà vẫn chưa một ngày được thảnh thơi. Đã vậy trăm điều trái ngang, vạn điều trái ý liên tục đổ xuống đầu, khiến cho cuộc sống càng lâm vào đường cùng bế tắc. Vậy làm sao thì mới hết khổ, bao giờ mới giàu sang? Cao nhân xưa cho biết, quản lý tiền bạc thì không nghèo, có kế hoạch thì không loạn, giỏi chuẩn bị thì không bận. Thế nên việc nắm bắt được tương lai để ứng phó và nắm bắt thời cuộc là điều tối quan trọng để có được một cuộc sống bình an viên mãn. Có người chỉ cần chớp được thời cơ lại có thể hoàn toàn xoay chuyển được vận mệnh, đường đời vụt sáng. Đặc biệt mới đây nhất khi xem tử vi 12 con giáp, khi bước đến vận trình năm 2024 tới đây, các bậc thầy tử vi đã luận ra 3 dấu hiệu phát tài của năm, để tuổi kỷ mùi có thể đổi đời đổi vận, nổ lộc trúng lớn, tiền tiêu 3 đời không hết. Thời gian này cuộc sống của họ sẽ luôn suôn sẻ hanh thông hơn rất nhiều, đường quan lộ thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo đến, sung túc dư giả thêm bội phần, càng già càng giàu có, cuộc sống đầy đủ viên mãn như ý nguyện. Vậy nội dung chi tiết như thế nào? Quý vị hãy đi cùng tìm hiểu nội dung dưới đây nhé. Thưa anh chị kỷ mùi thân mến, nếu anh chị để những lời nói của thế nhân định hình hành vi, lối sống hay cách suy nghĩ của anh chị, tức là anh chị chưa bao giờ thật sự trưởng thành và là chính mình trong cõi nhân gian này. Hãy luôn nhớ một điều, anh chị là duy nhất trên trái đất 8 tỷ người này. Chỉ cần anh chị có thể tự vấn lương tâm, chắp tay cúi lại các đấng thần minh vô hình mà không nhiều áy náy. Vậy hãy ngẩng cao đầu mà sống, cặm cụi dần mà bước. Còn thế nhân nghĩ gì, nói gì, sân hận gì, đừng quá quan tâm. Nói đến đây để anh chị hiểu. Mất mát của anh chị, không ai hiểu nhưng nhiều kỷ mùi và tài lộc TV đều hiểu. Nỗi đau của anh chị, không ai thấu, nhưng nhiều kỷ mùi và tài lộc TV đều thấu. Người anh chị tin yêu phụ bạc hay tiền bạc tài sản anh chị mất đi, người xung quanh không ai biết, nhưng nhiều kỷ mùi khác và tài lộc TV đều lờ mờ biết. Chúng ta không thể ở cạnh mà chia sẻ cả nhau, chỉ có thể giản đơn động viên nhau cố gắng. Trăng ở trái đất dù nhìn từ nơi nào thì cũng đều vậy cả. Mong anh chị thỉnh thoảng ngắm trăng, sầu bi một tí cũng được an yên hơn một tẹo. Vì có những người đồng cảnh ngộ cũng đang ngắm trăng, xuyên không động viên anh chị nè. Và nếu anh chị tin vào mệnh số, mong anh chị hãy hiểu, không có một vị thần minh nào quản lý mệnh số mong anh chị bỏ cuộc cả. Chẳng có lợi lộc gì ở đây khi một con người từ bỏ mọi thứ, chán nản buông xuôi. Mọi thử thách trong cuộc đời anh chị đều đi theo những dòng nghiệp lực, những hạt mầm không tốt do anh chị đã từng gieo trong những phút vô minh của cuộc đời. Nên khi có chuyện xấu xảy ra mà anh chị phải suy tư đối diện, hãy hoan hỷ. Từng giọt nghiệp lực tiêu tan chính là cơ sở cho sự bình an dần thành hình. Nói về vận số cả cuộc đời của kỷ mùi sinh năm 1979. Kỷ mùi phần số cuộc đời, mạng sinh cho tuổi điểm tô cuộc đời, lòng lành, tánh thiện giúp người. Về sau cũng được gặp thời vươn lên, công danh sự nghiệp được bền, chồng con chăm sóc, ấm êm gia đình, vào đời hay dở tự mình, khó khăn đành chịu, cố tình ra công, trung niên sự nghiệp có phần, hậu lai phú túc,
10 phân vẹn 10. Người tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, thiên thượng hỏa lửa trên trời. Người tuổi Mùi cùng can Kỷ, được A-di-đà Như Lai hộ mệnh theo một thuyết Phật giáo. Tuy người chịu nhiều bệnh, nhưng thoát các nạn hiểm ở tuổi ngoài 40 và nếu họ qua nạn kiếp năm 62, 63 tuổi thì có thể thọ tới ngoài 80 tuổi. Quan Âm Bồ Tát ban trí tuệ. Người này có học, khéo léo, mềm mỏng, thích hợp các nghề mang tính văn hóa, văn nghệ, văn chương. Người này cũng làm cả công nghệ. Nữ tuổi này giỏi tề gia nội trợ, thích làm dáng mặt đẹp. Họ dạy dỗ con cái khéo. Người được Ma Lợi Tử ban phúc đức. Tuổi này thường hiếm muộn. Nếu lấy chồng muộn màng có thể qua 38 tuổi nhân duyên mới yên ổn. Nếu lấy sớm thì cần nhường nhịn nhau thì mới lâu bền. Tuổi trẻ tiền của dễ bị hao tán, không mấy ổn định. Tuy vậy năm 36 tuổi, 38 tuổi họ được gặp cơ hội giàu có. 26 tuổi có dịp thăng tiến về nghề nghiệp. Và ngoài 50, họ có phúc vận tốt. Quan Thế Âm Bồ Tát giúp, người sinh giờ tốt có thể thành người cứu nhân độ thế. Kỷ Mùi tính tình mềm mỏng, dễ cảm thông và thường tha thứ cho lỗi lầm người khác. Người này không thích đấu tranh, ganh đua mà luôn muốn yên thân. Con người hiền lành, chính trực, vị tha, độ lượng. Nhược điểm của họ là khó quyết đoán, gặp điều khó khăn gì dễ bi quan, lo lắng, đau khổ. Người này không muốn gánh trách nhiệm mà chỉ muốn êm thấm, yên thân. Kỷ Mùi được mọi người yêu mến vì dịu hiền, từ tốn. Người phải sống xa cách cha mẹ, anh em, ngay đến vợ chồng cũng đôi quán đi về mới yên ổn lâu bền, chứ không nên cùng ở một nơi một chôn. Người tuổi Kỷ Mùi ít khi thiếu thốn, ngay cả lúc không dư dật vẫn no đủ. Người tuổi này phải làm nhà cửa nhiều lần, trước đủ, sau giàu có bằng chính con đường tự lập. Tuy hay bỏ mất nhiều cơ hội may mắn của mình vì tính thiếu quyết đoán nhu nhược của mình vậy. Con người chính trực nên dù là người thân toan nhà hay người ngoài họ cũng đối xử công bằng, đúng mực nên được mọi người yêu mến, giữ được quan hệ tốt với bạn hữu, đồng nghiệp, người nhà, cha mẹ anh em. Luận về vận số và cuộc sống của Kỷ Mùi sinh năm 1979. Nam mạng. Nam giới tuổi Kỷ Mùi 1979 được Phật Quan Thái Âm hộ mạng nên cuộc đời của người này luôn được may mắn, bình an. Trong cuộc sống, họ là người hiền lành, ngay thẳng nhưng cũng khá tinh tế và chỉnh chu. Họ được khá nhiều người yêu quý nhưng đôi lúc sự liều lĩnh của người này làm người khác phải e ngại. Đàn ông tuổi Kỷ Mùi 1979 rất biết cách cân bằng cuộc sống của mình. Thời gian dành cho công việc sẽ không bao giờ xâm lấn những lúc yên bình bên gia đình. Người tuổi này rất yêu thương gia đình, họ chăm sóc cha mẹ, giúp đỡ vợ việc nhà và cùng chơi đùa với con cái. Nữ mạng. Tuổi Kỷ Mùi 1979 nữ mạng được sinh ra trong gia có gia giáo, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Điều đó đã hình thành nên người phụ nữ Kỷ Mùi có trái tim nhân hậu, ngay thẳng và chính nghĩa. Trong cuộc sống, họ luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, hành động nhỏ nhưng lại là niềm vui to lớn đối với người này. Trong đời sống hàng ngày, nữ mạng Kỷ Mùi 1979 có tài bếp núc và có thể quán xuyến mọi việc trong gia đình. Nhờ thế, họ được chồng con thương yêu và kính trọng. Bên cạnh đó, dù gia đình là quan trọng nhất nhưng người tuổi Mùi vẫn luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình tại nơi làm việc. Về công danh, sự nghiệp và gia đạo của Kỷ Mùi sinh năm 1979. Nam mạng. Với bản tính dám thách thức bản thân, nam mạng tuổi Kỷ Mùi 1979 thường gặt hái được nhiều thành công vang dội. Trong thời tiền vận, họ trải qua nhiều thăng trầm nhưng người này vẫn quyết tâm vượt qua, chứng minh cái bản lĩnh của mình. Bởi thế, từ độ tuổi 33 trở đi, người tuổi này như được trải thảm đỏ, thăng quan tiến chức, quyền cao chức trọng lớn. Gia đạo. Người đàn ông sinh năm 1979 Kỷ Mùi biết trọng lễ nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ và một lòng yêu thương gia đình. Họ xem gia đình là một nguồn động lực to lớn để cố gắng, nỗ lực sống và làm việc. Vì thế, họ luôn giữ thái độ dĩ hòa vi quý, tôn trọng lẫn nhau từ cha mẹ, anh em đến vợ con. Nữ mạng. Người đàn bà tuổi Kỷ Mùi 1979 có mộng ước to lớn về gia đình và những đứa con. Chính vì thế, họ tập trung vào việc chăm sóc chồng con hơn là xây dựng sự nghiệp của mình. Tuy là thế, người tuổi này vẫn không quên trách nhiệm của mình đối với xã hội. Họ luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội. Mặc dù đường công danh, sự nghiệp của nữ Kỷ Mùi không đạt được thành công to lớn nhưng lại vô cùng ổn định, vững chắc.
đến giữa thời Trung Vận thì việc làm ăn kinh doanh của người này sẽ được khởi sắc. Gia đạo, người phụ nữ sinh năm Kỷ Mùi 1979 có một gia đình êm ấm, hạnh phúc viên mãn. Khi chưa kết hôn, nữ Kỷ Mùi được bảo bọc trong một gia đình có truyền thống yêu thương, gắn bó với nhau. Chính vì thế mà khi xuất giá, người tuổi này luôn nỗ lực để tổ ấm nhỏ của mình được yên vui và hòa thuận. Vợ chồng đồng tâm hợp ý, con cái hiếu thảo, vâng lời. Về tình duyên của Kỷ Mùi sinh năm 1979. Trong tình yêu, Kỷ Mùi 1979 nam mạng là một người dạt dào tình cảm, chân thành và ấm áp. Họ luôn cố gắng, hy sinh để cả hai có thể đến được bến bờ hạnh phúc. Theo tử vi trọn đời, đàn ông sinh năm 1979 sẽ có 3 trường hợp đáng lưu tâm sau. Những ai sinh trong tháng 2, 3 và 9 âm lịch thì sẽ trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Người có tháng sinh âm lịch 4, 6, 7, 8, 10 và 11 trong năm Kỷ Mùi sẽ có 2 mối tình ngọt ngào trước khi gặp được tình yêu định mệnh của mình. Nam giới sinh trong tháng 1, 5 và 12 âm lịch thì vô cùng thuận lợi, họ sớm gặp được người bạn trăm năm trong đời mình. Theo tử vi phương Đông, Kỷ Mùi nữ giới thuộc tuyếp người thủy chung, một lòng một dạ và hy sinh cho người mình thương. Vì thế, biết trước duyên phận của mình sẽ giúp tuổi Kỷ Mùi có tâm thế sẵn sàng và cách ứng xử phù hợp. Đường tình duyên của nữ mạng sinh năm 1979 Kỷ Mùi có 3 trường hợp sau. Người phụ nữ sinh tháng 2, 3 và 9 âm lịch trước khi đến với ý trung nhân của mình thì sẽ trải qua 3 mối tình tuy ngắn nhưng nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Những ai sinh trong tháng âm lịch 2, 4, 6, 8, 10 và 11 có 2 lần thay đổi trong duyên số. Nữ giới tuổi Kỷ Mùi có tháng sinh 1 năm và 12 âm lịch sẽ nhanh chóng kết hôn với tình yêu định mệnh của mình, cùng xây đắp nên một gia đình hạnh phúc. Sau đây là diễn biến từng năm tuổi âm lịch, từ 46 tuổi đến 60 tuổi mà người Kỷ Mùi sẽ gặp phải, sao, hạn, nên tìm hiểu để khắc phục cũng như có tâm lý chuẩn bị trước và vì đức năng thắng số mà mỗi cá nhân sẽ ứng nghiệm khác nhau. Nam mạng, tử vi năm 46 tuổi đến 50 tuổi, độ tuổi 46 trở đi, đàn ông Kỷ Mùi 1979 gặp nhiều bất ngờ lý thú. Tới năm 47, 48, họ có cơ hội phát triển công danh lên tầm cao mới. Tuổi 50, nam tuổi này cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, chú ý đến chế độ dinh dưỡng và luyện tập để duy trì cuộc sống tươi đẹp này. Nữ mạng, tử vi năm 46 tuổi đến 50 tuổi, qua tuổi 46, mọi chuyện đều được bình ổn. Tuổi 47 và 48, người này sẽ có dịp trải nghiệm những điều thú vị, như đi du lịch hoặc gặp những người bạn mới. Năm 49, họ cùng gia đình đón nhận điều bất ngờ, hạnh phúc dâng trào. 50 tuổi, một năm an yên và viên mãn. Nam mạng, tử vi năm 51 tuổi đến 55 tuổi, qua tuổi 51, Kỷ Mùi 1979 nên tránh đi đến những vùng có nước như sông, suối, biển. Từ năm 52 tuổi trở đi, họ có dịp phiêu lưu, khám phá những vùng đất mới. Tuổi 54 và 55, người này gặp một vài biến cố trong cuộc sống, nhưng nó sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Nữ mạng, tử vi năm 51 tuổi đến 55 tuổi, ở tuổi 51, sự nghiệp được duy trì ổn định, vững chãi. Từ năm 53 trở đi, Kỷ Mùi nữ cần chú ý hơn về sức khỏe, hãy duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý. Nam mạng, tử vi năm 56 tuổi đến 60 tuổi, đàn ông tuổi Kỷ Mùi 1979, có cuộc sống an nhàn, hưởng thụ khi về hưu. Họ được con cháu thương yêu, phụng dưỡng và tận tụy săn sóc. Nữ mạng, tử vi năm 56 tuổi đến 60 tuổi, tới năm 56 tuổi, nữ giới sinh năm 1979 sẽ gặp lại những người bạn tri kỷ. Đến tuổi 57 trở đi, họ ít khi phải lo nghĩ điều gì, một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ, gia đình đoàn viên và hạnh phúc. Dự báo năm 2024 của Kỷ Mùi 1979. Thứ nhất là tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2024 nam mạng. Nam mạng Kỷ Mùi là những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 1 năm 1979 đến ngày 15 tháng 2 năm 1980, dương lịch, cầm tinh con dê. Ý nghĩa của thiên can kỷ cùng địa chi mùi là thảo giả chi dương, dê đồng cỏ. Tuổi 1979 mệnh hỏa, cụ thể là thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Năm Giáp Thìn 2024 có mệnh hỏa, bình hòa với mệnh hỏa của tuổi Kỷ Mùi. Xét về thiên can và địa chi, thiên can kỷ tương hợp với thiên can giáp.
địa chi Mùi bình hòa với địa chi Thìn, như vậy rất tốt cho lá số tử vi của nam mạng Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn. Những yếu tố này báo hiệu cuộc sống của nam tuổi Mùi 1979 năm nay có sự phát triển thuận lợi, mọi việc yên bình. Để tận dụng được vận khí tốt, mệnh chủ nên làm việc chăm chỉ, chính trực và giữ vững tinh thần cầu tiến trong sự nghiệp của mình. Nhìn chung, vận trình tử vi 2024 của nam mạng Kỷ Mùi sẽ hanh thông, được tạo điều kiện từ môi trường, các mối quan hệ thúc đẩy tiến bộ. Đây cũng chính là thời điểm vàng cho mệnh chủ thực hiện những kế hoạch và dự định bản thân ấp ủ, gặt hái thành công như mong đợi. Luận giải tử vi tuổi Mùi 1979 năm 2024 nam mạng trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Năm Giáp Thìn 2024, Kỷ Mùi nam mạng có một sự nghiệp ổn định, tiến triển từng bước rất vững vàng. Mệnh chủ duy trì những thành quả trước đó mình đã đạt được nhưng không hề chủ quan kiêu ngạo, đối xử tử tế chân thành với đối tác, cấp dưới và đồng nghiệp. Ở độ tuổi 46, nam mạng 1979 đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm, chiều sâu trong công việc. Vốn có tính cách thẳng thắn, tích cực nên nam mệnh luôn giữ được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, vì thế nhận được sự kính trọng và giúp đỡ. 2. Tài chính. Vận khí tài lộc của nam mạng Kỷ Mùi trong năm 2024 khả quan như mong muốn. Mệnh chủ nắm bắt được các cơ hội kiếm tiền nên nguồn thu nhập dồi dào, số tài sản tích lũy cứ thế được gia tăng. Bởi vậy, cuộc sống gần như không có áp lực tài chính trong năm nay. Kỷ Mùi nam mạng đang ở trong độ tuổi trung niên, vì thế nên việc tiết kiệm quỹ dự phòng luôn cần được chú trọng. Mệnh chủ nên sống giản dị, không lãng phí, thanh tịnh để kiểm soát chi tiêu thật tốt, giúp năng lực tài chính của mình luôn vững vàng. 3. Tình duyên, gia đạo. Cuộc sống gia đạo của nam Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn được ấm êm, hạnh phúc. Là người đàn ông giàu trách nhiệm trong gia đình, mệnh chủ luôn nghĩ cho vợ con, lấy người thân làm động lực để làm việc chăm chỉ. Với nam Kỷ Mùi, gia đình luôn là tài sản quý giá nhất. Mệnh chủ trong năm này cũng nhận được những chia sẻ, sự quan tâm chăm sóc từ phía người bạn đời và con cái nhiều hơn. Tình cảm vợ chồng ấm áp vì cả hai biết cảm thông, khoan dung, đồng hành cùng nhau. 4. Sức khỏe. Bước sang độ tuổi 46, nam mạng Kỷ Mùi nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, cân bằng giữa công việc và thư giãn, vận động để luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Giảm căng thẳng, lo âu là cách tốt nhất giúp sức khỏe ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa rượu bia và chất kích thích. Thăm khám sức khỏe thường xuyên để biết được tình hình sức khỏe của bản thân. Việc đi lại cần cẩn thận, giữ an toàn cho mình cũng chính là giúp người thân cảm thấy yên tâm hơn. Tử vi sao hạng nam mạng tuổi Kỷ Mùi năm 2024. 1. Sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh của nam mạng Kỷ Mùi năm 2024 là sao La Hầu. Đây là một sao xấu trong hệ thống cửu diệu niên hạn chủ về thị phi, phiền muộn. Tuy nhiên, chỉ những nam Kỷ Mùi 1979 có tính cách chủ quan trong công việc, coi nhẹ sức khỏe mới bị sao này gây ảnh hưởng. Nếu mệnh chủ là người biết tĩnh tâm, tu dưỡng khẩu đức thì sẽ tránh xa được những năng lượng tiêu cực, không phải quá lo lắng. 2. Vận hạn. Năm 2024, nam mạng Kỷ Mùi chịu ảnh hưởng của hạn tam kheo chủ về chân tay, đau mắt. Trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, nên ưu tiên những món ăn giàu vitamin A giúp mắt sáng khỏe, hạn chế dùng đồ điện tử, máy tính, điện thoại nhiều làm ảnh hưởng đến mắt. Để giảm những tác động của vận hạn này, mệnh chủ cần lưu tâm nhiều hơn tới sức khỏe, sự an toàn của bản thân. Khi đi lại hết sức cẩn thận, đồng thời tăng cường thể dục thể thao như đi bộ, đạp xe nằm nhẹ nhàng sẽ giúp xương khớp dẻo dai, cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn. 3. Vận niên. Năm 2024, vận niên của nam Kỷ Mùi là Long Đắc Vũ, có nghĩa là rồng làm mưa cho thiên hạ. Bởi vậy, đây sẽ là vận niên đánh dấu sự tăng trưởng công đức rất lớn cho mệnh chủ, tích cực làm nhiều việc thiện thì sẽ được ghi nhận. Khi gặp vận niên này, mệnh chủ sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được lợi ích. Cuộc sống có nhiều niềm vui, tâm thảnh thơi, an lạc. Công việc, sự nghiệp ổn định, không còn nhiều nỗi lo về cơm áo gạo tiền. 4. Hóa giải sao hạn. Ngạn ngữ có câu, ông trời không cho không ai một thứ gì và cũng không lấy đi của ai tất cả. Ở đời, có rất nhiều việc tưởng là họa nhưng kỳ thực lại là phúc. Càng ở vào nghịch cảnh, càng là cơ hội để sinh mệnh thăng hoa.
tấm lòng quảng đại, rộng rãi, không quản chuyện hơn thua, tích cực hành thiện thì có thể hóa giải mọi vận rủi, may mắn sẽ đến. Theo quan niệm dân gian, để hạn chế tác động xấu của sao La Hầu và hạn Tam Kheo, Nam Mạng Kỷ Mùi có thể thực hiện lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm. Nghi lễ có thể diễn ra tại chùa hoặc tại gia, với lễ vật tùy tâm và bày tỏ lòng thành kính. 5. Vật phẩm phong thủy. Nam Mạng Kỷ Mùi có thể sử dụng mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương giúp cầu may mắn trong năm Giáp Thìn 2024. Vị Phật hộ mệnh của tuổi Mùi là Phật Như Lai Đại Nhật. Đeo mặt Phật bản mệnh bên người để cầu sự che chở, soi đường chỉ lối của Đức Phật, buông bỏ tham, sân, si, hướng đến cuộc sống tích cực. Nam Kỷ Mùi mệnh hỏa, nên chọn mặt Phật Như Lai đá mã não đỏ, tương hợp, hoặc mặt Phật đá thạch anh xanh, tương sinh, sẽ tốt cho bản mệnh. Bên cạnh đó, nam tuổi Mùi 1979 có thể đeo vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương tự nhiên để cải thiện tinh thần và sức khỏe. Gỗ trầm hương có mùi thơm dịu nhẹ giúp tinh thần thư thái, giảm lo âu, nâng cao năng lượng và thu hút vận may cho người đeo. Phong thủy may mắn tuổi Kỷ Mùi năm Giáp Thìn 2024. Nam Kỷ Mùi có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy dưới đây để cầu may mắn trong cuộc sống vào năm Giáp Thìn 2024. 1. Chọn người hợp tuổi xông nhà. Chọn tuổi xông nhà đầu năm là phong tục không thể thiếu trong truyền thống của người Việt để cầu tài lộc, may mắn. Tiêu chí để chọn người đến xông nhà là hợp tuổi với gia chủ, tính tình thiện lương, đức độ, tốt bụng. Để có một năm mới như ý cát tường, gia chủ tuổi Mùi 1979 nên chọn các con giáp thuộc tam hợp Hợi, Mão, Mùi và nhị hợp Ngọ, Mùi, tức những người tuổi Hợi, Mão và Ngọ đến xông nhà. Ngoài ra, gia chủ mệnh hỏa nên chọn những người mệnh mộc đến xông đất. Cụ thể tuổi Kỷ Mùi 1979 nên mời các tuổi sau đây đến xông nhà năm Giáp Thìn: Ất Mão 1975, Quý Hợi 1983, Đinh Mão 1987, Canh Ngọ 1990, Ất Hợi 1995, Nhâm Ngọ 2002. Người xông đất không phân biệt giới tính nam hay nữ, miễn sao hợp tuổi, hợp mệnh, có lối sống đức độ, chân thành và hạnh phúc thành đạt thì sẽ đem lại nhiều phúc khí cho gia chủ. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành ngày mùng 1 Tết, đón tài thần khi đi về hướng Đông Nam, đón hỷ thần khi đi về hướng Đông Bắc. Nên xuất hành vào các khung giờ hoàng đạo sau: giờ Dần từ 3 đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ. 3. Vật phẩm cầu tài lộc, may mắn. Kỷ Mùi nam mạng có thể mang theo mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay Tỳ Hưu bên mình để cầu tài lộc, may mắn dồi dào trong năm mới. Theo quan niệm Phật giáo, Phật Di Lặc là biểu tượng của tâm hoan hỷ, an lạc và hạnh phúc viên mãn. Đeo mặt Phật Di Lặc bên mình, mệnh chủ có thể cầu phúc lộc, may mắn và thịnh vượng. Người tuổi Kỷ Mùi 1979 thuộc mệnh hỏa, hợp mặt Phật Di Lặc đá mã não đỏ, tương hợp, hoặc đá mã não xanh, tương sinh. Ngoài ra, mệnh chủ có thể kết hợp đeo vòng tay Tỳ Hưu để cầu tiền tài sung túc, làm ăn phát đạt. Trong phong thủy, Tỳ Hưu là linh vật không chỉ có sức mạnh trấn trạch, để lùi năng lượng xấu, bảo vệ thân chủ mà còn kích hoạt cung tài, gia tăng vượng khí, được những người làm ăn kinh doanh ưa chuộng. Lời khuyên tổng quan: tuổi Kỷ Mùi nam mạng muốn xây nhà trong năm 2024 thì nên mượn tuổi làm nhà. Trong năm này, tuổi của mệnh chủ không phạm tam tai, không phạm hoàng ốc nhưng phạm kim lâu. Do đó nên tìm người cho mượn tuổi xây nhà thích hợp để cầu bình an, may mắn. Màu sắc hợp với nam Kỷ Mùi trong năm 2024 là màu xanh lục, xanh lá, màu thuộc hành mộc. Tuổi Kỷ Mùi 1979 thuộc mệnh hỏa, hợp với các màu sắc thuộc hành hỏa, tương hợp và hành mộc, tương sinh. Năm 2024 có mệnh hỏa, nên vào năm này mệnh chủ sẽ hợp nhất với các màu xanh lục, xanh lá thuộc hành mộc. Những màu này tương sinh với cả mệnh của tuổi và mệnh của năm Giáp Thìn. Cổ nhân từng nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Người sống thiện lương, không tham lam ích kỷ cho mình, sẵn sàng làm lợi giúp đỡ người khác, phụng sự cho xã hội thì sẽ gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Xuân Giáp Thìn 2024 đang tới, Tài Lộc TV xin kính chúc quý bạn và gia đình một năm mới phát tài phát lộc, hạnh phúc an khang.
Thứ hai là tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2024 nữ mạng. Nữ mạng Kỷ Mùi, thiên can Kỷ kết hợp với địa chi Mùi có ý nghĩa là thảo giả chi dương, dê đồng cỏ. Sinh năm 1979 mệnh hỏa, cụ thể là thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Năm Giáp Thìn 2024 có mệnh hỏa. Xét theo thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm bình hòa với mệnh hỏa của tuổi. Thiên can Kỷ tương hợp với thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với địa chi Thìn, như vậy được đánh giá là rất tốt. Tổng quan vận trình tử vi tuổi Mùi 1979 nữ mạng năm 2024 sẽ gặp nhiều thuận lợi, yên ổn trong cuộc sống và công việc. Khi gặp cơ hội tốt, Kỷ Mùi nữ mạng chỉ cần quyết đoán, mạnh mẽ, nỗ lực đạt được thành tựu như mong muốn. Năm 2024, nữ Kỷ Mùi sẽ có đời sống nội tâm phát triển sâu sắc hơn. Mệnh chủ tự tu dưỡng cho mình sự điềm tĩnh, gặp việc gì cũng độc lập suy nghĩ, tự chữa lành trong bản thân và là chỗ dựa tin cậy của những người thương yêu, bạn bè thân thiết. Luận giải tử vi tuổi Mùi 1979 năm 2024 nữ mạng trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Người nữ tuổi Kỷ Mùi có con đường sự nghiệp tiến triển trong năm Giáp Thìn 2024. Là người giữ chữ tín, mệnh chủ dám nghĩ dám làm và đảm nhiệm những chức vị quan trọng. Khi người khác cần giúp đỡ, nữ tuổi Mùi 1979 hết lòng tạo điều kiện mà không toan tính, giỏi thu phục nhân tâm và cũng được nhiều người hỗ trợ lại. Nữ mạng Kỷ Mùi thường lan tỏa tới cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới những năng lượng tích cực thông qua cách đối nhân xử thế của mình. Năm nay, mệnh chủ nên duy trì công việc ổn định, nếu chăm chỉ nỗ lực sẽ có được nguồn thu nhập tương xứng. 2. Tài chính. Năm Giáp Thìn, nữ mạng tuổi Kỷ Mùi có tài vận khả quan. Công việc làm ăn đem lại nguồn thu nhập liên tục cho mệnh chủ. Chỉ cần nỗ lực kiên trì, làm ăn chính đáng thì nữ Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều cơ may về chuyện tiền bạc. Ở độ tuổi 46, mệnh chủ nên chi tiêu thông minh, tích lũy tiền tiết kiệm để dự phòng rủi ro, tránh lãng phí tiền bạc. Đồng thời, đây cũng là thời điểm mà những khoản đầu tư chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình cần được xem trọng. 3. Tình duyên, gia đạo. Năm 2024, gia đạo của nữ mạng Kỷ Mùi yên vui, hạnh phúc. Tình cảm vợ chồng sâu đậm, gắn kết bởi sự bao dung, nhân hậu. Mệnh chủ biết đặt mình vào vị trí của chồng để thấu hiểu và độ lượng, không phê bình mà luôn động viên người bạn đời. Sự yêu thương, đảm đang chăm sóc gia đình của nữ mạng 1979 được những người thân bên cạnh ghi nhận và nhiều người ngưỡng mộ. Bản mệnh cũng luôn sống nhiệt huyết và năng lượng, sẵn sàng đồng hành cùng con cái vượt qua khó khăn trong giai đoạn xây dựng cuộc sống riêng. 4. Sức khỏe. Ở tuổi trung niên, phụ nữ Kỷ Mùi nên chú trọng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho mình. Hãy điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ăn ngủ điều độ, tăng cường vận động thể dục thể thao sẽ giúp khí huyết lưu thông, đầu óc minh mẫn, thu hút nhiều năng lượng tích cực hơn. Mặt khác, nữ mạng Kỷ Mùi nên duy trì những suy nghĩ lạc quan, vạch ra kế hoạch cụ thể trong cuộc sống để dốc lòng theo đuổi. Từ đó, bản mệnh sẽ cảm thấy phấn chấn, không lo âu, kết hợp thiền định để cuộc sống an yên trọn vẹn. Tử vi sao hạn nữ mạng tuổi Kỷ Mùi năm 2024. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2024, vận trình cuộc sống của nữ mạng Kỷ Mùi được sao kế đô soi chiếu. Đây là hung tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, chủ về sự buồn rầu, thị phi. Tuổi Kỷ Mùi có tâm lý không vững vàng, ích kỷ, nói năng không cẩn trọng dễ bị ảnh hưởng bởi sao kế đô. Còn đối với người bao dung, sống thiện lương, chăm chỉ thì cần lưu tâm. Chỉ cần giữ năng lượng tích cực, chăm sóc tốt sức khỏe thì không chỉ mọi chuyện được bình an mà còn tốt cho chồng và con cái. Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ứng xử khôn khéo thì việc xuất hành đi xa sẽ gặp các lợi và may mắn. 2. Vận hạn. Năm 2024, người nữ tuổi Kỷ Mùi gặp hạn thiên tinh. Vận hạn này chủ về kiện cáo và sức khỏe. Do đó, mệnh chủ nên lưu tâm đến giấy tờ ký kết và chú ý chăm sóc sức khỏe đường tiêu hóa cẩn thận. Mệnh chủ năm này nên suy xét kỹ lưỡng trước khi ký kết hợp đồng, giữ hóa đơn mua hàng, kiểm tra chi tiết giấy tờ tránh nhầm lẫn hoặc sai sót. Bên cạnh đó, nữ Kỷ Mùi nên có chế độ ăn uống lành mạnh, tốt cho dạ dày và đường ruột thì sức khỏe sẽ được cải thiện hơn. 3. Vận niên. Vận niên của nữ Kỷ Mùi năm 2024 là Long đắc vũ, tức là rồng làm mưa. Đây là vận niên mang ý nghĩa tích cực,
Khi rồng có cơ hội làm mưa cho thiên hạ thì sẽ giúp mọi thứ tốt đẹp lên. Vậy nên trong vận niên này, nữ Kỷ Mùi cần phát tâm từ thiện ra bên ngoài, giúp đỡ tương trợ cho hoàn cảnh môi trường xung quanh tốt lên thì bản thân sẽ được hưởng nhiều may mắn. Giúp đúng người, đúng việc, cần suy xét kỹ càng trước khi hành động để không bị lợi dụng hay lừa đảo, không làm hao tổn năng lượng bản thân. 4. Hóa giải sao hạn. Để giảm trừ vận hạn năm 2024, nữ mạng Kỷ Mùi nên sống lương thiện, tu tâm tích đức, giúp đỡ người khó khăn không màng sự báo đáo. Phúc đức tích được trong quá khứ sẽ có sức mạnh cải biến được vận mệnh, giúp mệnh chủ gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an. Vào năm gặp sao chiếu mệnh La Hầu và hạn Thiên Tinh, nữ Kỷ Mùi có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn theo nghi thức dân gian để cầu bình an, xua đuổi tai họa. Lễ cúng được thực hiện vào đầu năm, tại nhà hoặc tại chùa. Lễ vật chuẩn bị tùy tâm, thể hiện lòng thành kính và sự tôn nghiêm. 5. Vật phẩm phong thủy. Người nữ tuổi Kỷ Mùi có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương để cầu năm mới bình an, may mắn. Phật hộ mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 là Phật Như Lai Đại Nhật. Đeo mặt Phật bản mệnh bên mình để cầu sự phù hộ, soi đường chỉ lối của Đức Phật. Nữ mạng 1979 mệnh hỏa nên sử dụng mặt mã não đỏ, tương hợp hoặc đá thạch anh xanh, tương sinh sẽ tốt cho chủ mệnh. Ngoài ra, nữ Kỷ Mùi có thể lựa chọn vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương thiên nhiên đeo bên mình. Với tinh dầu thơm dịu nhẹ, chiếc vòng là bảo bối giúp người đeo nâng cao sức khỏe, thu hút nhiều năng lượng tích cực, cầu bình an và may mắn. Phong thủy may mắn tuổi Kỷ Mùi năm Giáp Thìn 2024. Kỷ Mùi nữ mạng có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy dưới đây để cầu may mắn, an khang thịnh vượng trong năm Giáp Thìn 2024. 1. Chọn người hợp tuổi xông nhà. Với quan niệm rằng, người xông đất đầu năm sẽ quyết định đến vận khí của gia đình trong suốt cả năm, vì thế ông cha ta rất xem trọng tập tục chọn người hợp tuổi xông nhà. Nữ gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 nên chọn các con giáp tuổi Hợi, Mão thuộc tam hợp Hợi, Mão, Mùi và tuổi Ngọ thuộc nhị hợp Ngọ, Mùi đến xông nhà. Ngoài ra, sinh năm 1979 mệnh hỏa, hợp với người xông đất mệnh mộc. Xét trên các yếu tố trên, những tuổi sau đây sẽ hợp xông nhà cho gia chủ Kỷ Mùi 1979 trong năm Giáp Thìn: Ất Mão 1975, Quý Hợi 1983, Đinh Mão 1987, Canh Ngọ 1990, Ất Hợi 1995, Nhâm Ngọ 2002. Các tuổi trên dù là nam hay nữ đều tốt. Người đến xông nhà là người sống đức độ, tử tế, chân thành thì đem đến vượng khí dồi dào, mang lại may mắn phúc lộc cho gia chủ. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành ngày mùng 1 Tết âm lịch, gia chủ đón tài thần thì khởi hành về hướng đông nam, đón hỷ thần thì chọn hướng đông bắc. Các khung giờ hoàng đạo tốt cho việc khởi hành bao gồm giờ Dần từ 3 đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ. 3. Vật phẩm cầu tài lộc, may mắn. Vật phẩm phong thủy giúp nữ mạng Kỷ Mùi cầu tài lộc sung túc, giàu sang phú quý trong năm 2024 là mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay Tỳ Hưu. Phật Di Lặc là vị Phật tượng trưng cho sự an lạc, viên mãn và hoan hỷ. Khi đeo mặt Phật Di Lặc bên mình, mệnh chủ có thể cầu tài lộc, may mắn, hóa giải lo âu, thành công và hạnh phúc. Nữ Kỷ Mùi có ngũ hành bản mệnh thuộc hành hỏa, nên ưu tiên chọn mặt Phật đá mã não đỏ, tương hợp, hoặc mặt Phật đá mã não xanh, tương sinh, sẽ rất tốt. Ngoài ra, nữ Kỷ Mùi có thể đeo vòng tay Tỳ Hưu để cầu tiền tài, giàu sang phú quý. Trong phong thủy, Tỳ Hưu là linh vật có sức mạnh chiêu tài cầu lộc, trấn trạch rất linh thiêng và được giới thương nhân đặc biệt ưa chuộng. Lời khuyên tổng quan: năm 2024, nếu muốn làm nhà thì nữ mạng Kỷ Mùi nên mượn tuổi làm nhà. Tuổi Kỷ Mùi năm 2024 không phạm tam tai, không phạm hoàng ốc nhưng phạm hạn kim lâu. Do vậy, nếu mệnh chủ muốn xây nhà năm Giáp Thìn thì nên mượn tuổi đẹp làm nhà. Năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng hợp màu xanh lá, xanh lục, màu thuộc mệnh mộc. Nữ sinh năm 1979 mệnh hỏa, hợp với màu hành hỏa, tương hợp và hành mộc, tương sinh. Riêng trong năm 2024,
mệnh chủ nên ưu tiên lựa chọn các màu hành mộc là xanh lá, xanh lục, vì những màu này tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn. Ngạn ngữ có câu, giá trị của một người thực sự không nằm ở chỗ nhận được gì mà ở chỗ cho đi được gì. Danh lợi, tiền tài đều là vật ngoài thân. Chỉ có thiện tâm, lòng tốt, chân tình, tình yêu thương, cách đối nhân xử thế tốt đẹp mới mang đến cuộc sống hạnh phúc và an vui nhất. Xuân Giáp Thìn 2024 đến với mọi nhà, Tài Lộc TV xin kính chúc quý bạn và gia đình một năm mới phát tài phát lộc, vạn sự cát tường. Dưới đây là ba dấu hiệu cho thấy Kỷ Mùi được thần Phật che chở. Nếu anh chị có những dấu hiệu dưới đây, chắc chắn anh chị là người đã tu từ nhiều kiếp, có phúc khí, nhất định sẽ gặt hái nhiều may mắn, phúc dày đức lớn trong cuộc đời. Thứ nhất, vật nuôi, cây cảnh trong nhà luôn sinh sôi. Nếu ngôi nhà bạn đang sống mà mọi thứ lúc nào cũng thuận lợi, nuôi con vật nào con đó cũng lớn nhanh như thổi, rồi sinh con đẻ cái đầy đàn hay trồng cây gì cũng xanh tốt, ra hoa kết trái, thì chứng tỏ mảnh đất đó hoàn toàn hợp với tuổi và mệnh của gia đình bạn. Vì thế, hãy sống ở đó lâu dài, bởi càng ở bạn sẽ càng có lộc, cuộc sống trở nên giàu có. Thứ hai, nhà có chim về làm tổ. Người xưa thường nói đất lành chim đậu. Một ngôi nhà nếu có chim về làm tổ hoặc tổ dơi thì đó là biểu hiện phong thủy tốt. Sống trong ngôi nhà có những dấu hiệu này càng lâu thì sẽ càng phát tài, giàu có, cuộc sống vô cùng viên mãn. Vợ chồng con cái tâm đầu ý hợp, hạnh phúc trọn đời. Chính vì thế, nếu phát hiện nhà mình có chim hoặc ong về xây tổ thì nên giữ nguyên hiện trạng, không nên xua đuổi chúng đi để tài lộc tới nhà. Thứ ba, nhà có ánh sáng đầy đủ, thoáng mát. Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu biểu hiện phong thủy ngôi nhà đó tốt. Ngôi nhà có ánh sáng tốt là ngôi nhà có tất cả các phòng đều tràn đầy ánh sáng. Điều đó sẽ giúp cho gia chủ có sức khỏe tốt. Ngược lại, ngôi nhà u tối thì sẽ gây sức khỏe xấu, khiến cho bạn dễ đau ốm, mệt mỏi. Quý vị thân mến, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Một người khi làm bất cứ việc gì cũng luôn là phúc họa tựa vào nhau. Một chuyện tốt, nếu làm quá linh thì lại biến thành họa. Một việc vốn là họa nhưng làm đủ và kịp thời thì có thể biến thành một chuyện tốt. Một người khi có phúc khí vẫn nên trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, chủ động phòng ngừa tai họa, làm được chuyện phòng bị trước để tránh tai họa. Đặc biệt là đến tuổi trung niên, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, ngày tháng sống không dễ dàng, không đơn giản. Nếu không hiểu được sự trân trọng thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, khó khăn, tai họa và xui xẻo thường xuyên tìm đến. Khi con người đến tuổi trung niên có những thứ không thể quá tham lam, rất dễ làm mất đi phúc khí của bản thân. Không thể ham hưởng thụ bởi miệng ăn núi lở, dù có nhiều tiền tài thế nào cũng tiêu tan. Cậu ba của tôi, hơn mười mấy tuổi đã đi đến các mỏ than làm công. Sau nhiều năm phấn đấu vất vả, cậu vươn lên trở thành chủ một mỏ than, mỗi tháng có thể kiếm được cả trăm triệu. Hơn 20 năm trước, cậu đã có một xe ô tô nhỏ. Khi cậu lái xe về làng, trước xe, sau xe đều là người, ai cũng tấm tắc khen cậu giỏi. Cậu cũng rất phóng khoáng, đều đưa cho những người đến chúc mừng một phong bì tiền. Sau này, việc làm ăn ở mỏ than không còn thuận lợi như trước, cậu liền mang theo gia đình về quê sống, mỗi ngày đều mang vợ con đi chơi loanh quanh trong làng. Trong thôn chơi chán rồi, liền đến thành phố chơi, còn mua một căn nhà ở thành phố, trang trí ngôi nhà vô cùng sang trọng. Ở thành phố một thời gian, cậu học cách chơi bài và bắt đầu tụ tập với mọi người chơi bài bạc, bị thua rất nhiều tiền. Nhưng cậu cho rằng, thắng thua chẳng quan trọng, cậu cực khổ nhiều năm như thế, gia đình có tiền, bây giờ là lúc cậu hưởng thụ cuộc sống. Năm nào cậu cũng đi tỉnh khác du lịch, có khi phải đi cả tháng trời mới về, muốn tham quan hết những nơi nổi tiếng. Ở những khách sạn cao cấp, bỏ tiền thuê người phục vụ riêng, cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Chớp mắt qua đi vài năm, mẹ của cậu bắt đầu tính toán chi tiêu trong gia đình, phát hiện mỗi năm gia đình tiêu tốn cả vài tỷ đồng. Với tốc độ này, chưa đến 10 năm, gia đình sẽ trở nên nghèo khó. Mẹ cậu liền yêu cầu cậu đi tìm việc làm, nhưng cậu không nghe và nói, con vẫn còn rất nhiều tiền, còn phải làm việc làm gì? Mẹ muốn thì đi mà làm. Năm nay, con trai cậu đã đến tuổi học đại học. Một ngày cậu ba đến nhà chúng tôi vay tiền. Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc. Một gia đình giàu đến mức coi tiền như rác mà phải đi vay tiền để sống. Người đến tuổi trung niên dù có tiền đi chăng nữa cũng không nên để bản thân biến thành một người ham hưởng thụ. Phải nghĩ rằng cuộc sống trong tương lai vẫn còn dài,
việc cần dùng đến tiền còn rất nhiều. Nếu không biết tiết kiệm thì dù có nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ tiêu hết. Xã hội phát triển rất nhanh, đồng tiền ngày càng mất giá. Đến tuổi trung niên nếu ăn chơi hưởng thụ quá nhiều sẽ mất đi phúc khí. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến hết luận giải của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.